Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội báo toàn quốc 2024, vào tối qua tại đường Lê Lợi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình ca nhạc nghệ thuật do Đoàn Thanh niên Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức, ghi nhận của phóng viên HTV. Thưa quý vị, bên cạnh những không gian triển lãm báo chí vào mỗi buổi sáng tại hội báo toàn quốc năm 2024 và các hoạt động giao lưu với các phóng viên, các biên tập viên và các nhà báo, thì mỗi buổi tối như thế này thì tại hội báo đều diễn ra những chương trình nghệ thuật hết sức là sôi động và đặc sắc. Và đặc biệt thì tối ngày hôm nay có rất là nhiều các cuộc văn nghệ rất là hay đến từ các đài, các báo bạn, và đặc biệt là sự tham gia của các bạn trẻ là đoàn thanh niên của các đơn vị báo chí cũng như là các sinh viên trường đại học của thành phố Hồ Chí Minh. Em thấy các tiết mục văn nghệ tối nay rất là vui, đặc sắc và rất là độc đáo. Thì em đặc biệt ấn tượng với tiết mục múa của các bé AI của đài HTV. Báo chí mình đang chuyển đổi số một cách rất là sáng tạo và năng động. Thì em muốn rằng là báo chí trong tương lai sẽ tích hợp với nhiều các nền tảng mạng xã hội hơn, tiếp cận nhiều hơn đến người trẻ, cùng nhau đưa những cái thông tin nhanh, chính xác và độc đáo, thú vị đến cho đối tượng giới trẻ cũng như là tất cả những đối tượng công chúng khác. Đêm văn hóa văn nghệ là về thanh niên Việt Nam khát vọng hùng cường. Tối hôm nay quả thật là mình thấy không khí nó rất là trẻ trung và sôi nổi. Thì mình đến từ VTV9 trung tâm truyền Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tham gia hội báo này là mình được làm việc chung và được sinh hoạt chung với các bạn trẻ, thì mình cũng thấy là mình trẻ ra được rất nhiều. Thì rất mong là các năm sau là hội báo chúng ta vẫn sẽ thành công như năm nay. Các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc trong hội báo đã góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng, tạo không gian giao lưu, quảng bá và hợp tác cùng phát triển. Vào lúc 8 giờ sáng nay, hội báo toàn quốc năm 2024 sẽ tổ chức trao thưởng bế mạc chương trình.